Nhân vật bí ẩn và quan trọng nhất ngày 6 tháng 1 vừa chính thức lên tiếng. Cuộc chiến tắc cạn đầm lầy Washington mới chỉ bắt đầu. Đây là thời khắc vô cùng quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta đang chiến đấu cho tương lai con cháu chúng ta. Minh Anh xin kính chào quý vị đã đến với bản tin tối của TCN. Thưa quý vị, ngay sau khi trở về Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đăng trên Twitter của mình rằng Phó Tổng thống có quyền bác bỏ những phiếu đại cử tri được bầu một cách gian lận. Còn ngay trước đó, tại cuộc vận động tranh cử cho hai ghế thượng viện tại Georgia, ông kêu gọi, tôi hy vọng Mike Pence sẽ chiến đấu cho chúng ta. Tôi hy vọng rằng Phó Tổng thống tuyệt vời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta. Và để đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Trump, đồng thời trả lời toàn thể người dân Mỹ trước sự chứng kiến của người dân Georgia, Phó Tổng thống Mike Pence chính thức tuyên bố rằng, các bạn biết đấy, chúng ta đều nghi ngờ cuộc bầu cử vừa qua và tôi muốn đảm bảo với các bạn rằng, tôi muốn chia sẻ nỗi lo lắng với hàng triệu người dân Mỹ về những bất thường trong cuộc bầu cử này. Tôi hứa với các bạn, hãy tới Washington vào thứ Tư, mùng 6 tháng 1 tới. Chúng ta sẽ có một ngày đặc biệt tại Quốc hội. Chúng ta sẽ lắng nghe những kháng nghị. Chúng ta sẽ lắng nghe những bằng chứng về gian lận. Trong khi Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Mike Pence cùng nhiều nhân vật quyền lực tham gia vận động cho hai ghế thượng viện ở Georgia, thì rất nhiều tuyên bố chấn động đã được đưa ra. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đều tập trung tại sự kiện có sự hiện diện của Tổng thống Trump. Trước thông tin Tổng thống Trump sẽ tới Georgia để tổ chức sự kiện, các đoàn xe dài vô tận nối đuôi nhau tới tham dự cuộc vận động. Hàng chục ngàn người đã xếp hàng từ rất sớm để được nghe Tổng thống Trump nói chuyện. Và không để họ thất vọng, Tổng thống Trump cùng con trai, con gái của ông đã hứa trước hàng chục ngàn người dân Georgia rằng với sự giúp đỡ của các bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ giải cứu nước Mỹ và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chính sách nước Mỹ số 1. Chính những người công dân như các bạn đã xây dựng đất nước này và bây giờ chúng ta đang giành lại quyền làm chủ. Cuộc chiến tắc cạn đầm lầy Washington đồng thời khẳng định lại sứ mệnh và danh dự Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mới chỉ bắt đầu. Cùng tham gia buổi vận động với Tổng thống Trump, con gái cưng kiêm cố vấn cấp cao Nhà Trắng Ivanka Trump khẳng định rằng đây là thời khắc vô cùng quan trọng trong lịch sử Hoa Kỳ. Chúng ta đang chiến đấu cho tương lai con cháu chúng ta. Cha tôi thực sự là một tổng thống của người dân. Ông ấy là nhà vô địch, làm việc không biết mệt mỏi. Sở dĩ Tổng thống Trump cùng con trai, con gái và các quan chức thân tín tới vận động cho hai thượng nghị sĩ Georgia là bởi cuộc bầu cử hai thượng nghị sĩ tại Georgia có tầm ảnh hưởng lớn đến tương lai nước Mỹ. Lá phiếu của các bạn vào ngày mai sẽ quyết định đảng nào sẽ kiểm soát thượng viện của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đảng Dân Chủ cánh tả cực đoan đang muốn chiếm lấy hai ghế thượng viện của Georgia để họ có được quyền lực tuyệt đối và có thể tùy ý điều khiển tất cả mọi thứ trong cuộc sống của các bạn mà không bị kiểm soát hay ngăn cản. Họ không thể chiếm được Nhà Trắng bởi chúng ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Kết thúc buổi vận động của mình, Tổng thống Trump khẳng định một cách chắc chắn rằng chúng ta sẽ không khom lưng, chúng ta sẽ không tàn rã, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa hiệp, chúng ta sẽ không nhượng bộ, chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chúng ta sẽ không bao giờ lùi bước và chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng. Với sự giúp đỡ của người dân Georgia, chúng ta đã đưa Hoa Kỳ vững mạnh trở lại. Hãy nhìn vào quân đội của chúng ta đã đưa Hoa Kỳ giàu có trở lại. Hãy nhìn vào thị trường chứng khoán của chúng ta đã đưa Hoa Kỳ an toàn trở lại và chúng ta sẽ cùng nhau đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Thưa quý vị, chỉ còn vài tiếng nữa chúng ta sẽ được chứng kiến một trong những thời khắc quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, đó là Quốc hội sẽ mở đếm phiếu và chính thức quyết định ai sẽ là Tổng thống. Và chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin mới nhất trong bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.